Kính thưa các cấp chính quyền địa phương sở tại, kính thưa mọi người cao tuổi, thưa ban ngành đoàn thể, các cơ quan xí nghiệp, thân bằng quyến thuộc, nội ngoại gần xa, cùng tình nghĩa thông gia và tình làng nghĩa xóm. Trong những ngày qua, bà con cô bác hay tin cha của con đã cởi hạt quy tiên về làm con chính Đức Phật. Bà con cô bác chạy quãng đường xa xa xôi, đêm hôm tăm tối trở về đây thắp hương động viên cùng gia đình. Thâm ân đó, nghĩa cử đó, gia đình của chúng con không bao giờ quên được. Tăng gia bối rối thì chắc hẳn không làm sao tránh hết những điều sai sót. Kính mong tất cả ông bà, cô bác, anh chị em niềm tình mà bỏ qua cho. Gia đình của chúng con cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các chú, các cậu, các bác, các anh đã tiếp lễ phía trước, cũng như các cô, các dì, các mợ, các dì đã nấu nướng phía sau, giúp cho phần tang lễ của cha con thêm phần trang nghiêm và lỏng trọng. Mẹ và cô cũng xin chân thành cảm ơn anh em nhạc lễ, đội kèn tây. Các anh cũng đã đem những tiếng trống, tiếng kèn, tiếng đờn nhằm xoa dịu nỗi buồn cùng với gia quyến. Gia quyến của chúng con cũng xin gửi lời tri ân đến cơ sở mai táng Tuấn Sang Thọ. Anh cũng đã đem cổ áo quan về đây cùng anh em dân đồng lo tận liệm, giúp đỡ, hướng dẫn gia đình của chúng con để cho buổi tang lễ của cha con được ấm cúng. Gia đình của chúng con cũng xin gửi lời tri ân đến quý sư, quý thầy. Thầy cũng đã đem những tiếng kinh, tiếng kệ để cho cha con sớm được cao tăng Phật quốc. Mẹ và cô cũng xin chân thành cảm ơn các cô, các chú và là đồng nghiệp của cha của mẹ con cũng đã về đây thắp nén hương thơm cầu nguyện cho cương linh cha con sớm được siêu thoát. Mẹ ơi, trong những ngày qua sự im lặng của cha đã làm cho con nghẹn ngào chua xót. Con thơ mới nhận ra rằng niềm vinh hạnh lớn nhất trong đời của con là con còn cha còn mẹ. Vì cha ban cho con hình hài và dáng dốc, còn mẹ mới là người mang nặng đẻ đau. Cha bươn chải giữa dòng đời dầm mưa dãi nắng để lo lắng cho con ăn học tận dưỡng trí mỹ. Còn mẹ, mẹ hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để cùng chồng dạy bảo cho con. Linh ơi, em ơi, cả cuộc đời của cha và mẹ em chỉ biết hy sinh cho con. Cha mẹ có thể cho hết tất cả những gì mà em cần đến, nhưng đối với cha và mẹ, Linh ơi, đối với cha mẹ chưa bao giờ đòi gọi con tơ bất cứ một điều gì. Nhưng cha ơi, cho đến hôm nay chữ hiếu ân kia con chưa tròn bả thảo. Sao cha bỏ mẹ, bỏ con, bỏ cháu mà cha ra đi mãi mãi. Em ơi, rồi từ đây trên bước đường đời, em có lỡ trượt chân vấp ngã, đâu còn vòng tay ấm áp của cha dắt dìu lo lắng cho em nữa. Vì cha của em đã đi xa, cha đi một chuyến đi cha không bao giờ trở lại.
Em ơi còn cha mẹ đó như tàn tre che bóng mát. Nay em đã mất cha rồi, là rời rã đời con. Cha ơi vậy mà cũng có đôi lúc con hay mẹ lỡ lời làm cho cha buồn cha giận. Cha có buồn mẹ hay buồn con? Thì cha đi đâu đó rồi một hai bữa cha cũng trở về. Nhưng mẹ ơi chỉ đi lần này, chỉ đi lần này là cha đã đi mãi mãi. Cha không trở về với mẹ, không trở về với con với cháu, không trở về mấy âm tương thương này nữa. Bà còn có bác ơi, chỉ còn điểm nay nữa thôi. Con và mẹ con còn gần bên cổ áo quan của cha. Rồi sáng ngày mai này đây, con và mẹ đầu trịch mạnh căng tăng, tiễn chồng và cha ra đi mãi mãi. Mẹ và con cũng xin kính thỉnh bà cô bác, ngày mai này đây nhìn chút ít thời gian, vậy đây đúng 10 giờ làm lễ di quan, đưa tiễn chồng, ông và cha của con về nơi an nghỉ cuối cùng. Tâm ân đó, nghĩa cử đó, gia đình của chúng con không bao giờ quên được. Tăng gia bối rối thì chắc hẳn không làm sao tránh hết những điều sai sót. Kính mong tất cả ông bà, cô bác niệm tình mà bỏ qua cho. Giờ đây con thơ quỳ trước cổ áo quan của người cha kính mến. Quy xin bà con cô má, ngày đón nhận ở gia đình con chỉ hai lời này. Xin cảm tạ xanh ly tử biệt xót xa đào kia.